Xin chào, Thế kỷ 22 xin chào tất cả các bạn nhé. Người ta bảo rằng sống chết có số, Diêm Vương chưa chốt sổ thì chưa chết được đâu. Cùng lắm là trải qua cái cảnh hồn lìa khỏi xác, thập tử nhất sinh mà thôi. Và đặc biệt nhất, phải kể đến trường hợp có một hôm hai ngay sau đây. Người chết tự dưng sống lại, giải oan cho người đàn ông bị tử hình nhầm. Vậy hung thủ và nạn nhân thực sự là ai? Điều đó vẫn là một ẩn số. Các bạn đã sẵn sàng cùng Thế kỷ 22 đi tìm lời giải hay chưa? Bắt đầu thôi nào! Những câu chuyện kỳ lạ về người chết đi sống lại. Thi thể trên sông. Một ngày bình thường như bao ngày, một cụ già anh em thân ai nấy lo với thầy ông nội luyện công phu. Ai nhầm, đang tập thể dục buổi sáng thì phát hiện một chiếc túi bên bờ sông. Cụ ông tò mò mở ra xem và hốt hoảng khi nhận thấy chân người bên trong. Cảnh sát vào cuộc thì tìm thấy tận 6 phần thi thể một người phụ nữ đã chết ở các đoạn sông khác nhau. Chấn động, nghe đến đây là mình bủn rủn chân tay rồi. Nhưng vẫn phải cố gắng để kể tiếp cho mấy bạn đây này. Giờ đây, việc tìm kiếm thông tin nạn nhân không khác gì mò kim đáy bể. May mắn là có một thông tin báo rằng một người phụ nữ tên là Siao Rong đột nhiên biến mất một cách kỳ lạ. Và quả nhiên, nạn nhân chính là Siao Rong. Và đúng như vậy, giấy không gói được lửa. Người đàn ông tên là Deng Xishan cũng được xác định là hung thủ đặc biệt nguy hiểm. Hóa ra, mọi việc đến nông nỗi ngày hôm nay là xuất phát từ mối quan hệ mập mờ, trai trên gái dưới của cặp đôi này. Ăn ngủ với nhau thế nào mà anh trai này bị mất tiền? Thế là nghi bạn gái ăn cắp. Deng Xishan đã đuổi theo nạn nhân đến tận Mã Lan Châu. Tại đây, cô nàng vùng vẫy kêu cứu và bị làm cho ngạt thở dẫn đến cái chết tức tưởi. Khi phát hiện ra cô nàng đã chết, anh trai đã dùng rìu và dao chém chết nạn nhân rồi ném thi thể xuống sông. Chưa hết đâu nha mấy bạn ơi, đoạn sau mới thực sự sốc đây này. Lời khai thì rõ như ban ngày ban mặt rồi, nhưng mà luật sư vào cuộc thì nhận ra đây là vụ án không hề đơn giản một chút nào và đầy những nghi vấn cần phải làm sáng tỏ. Thứ nhất, thứ hai, thứ ba, nói chung là vân vân và mây mây, kết quả khám nghiệm một đằng và kết luận điều tra một nẻo. Nhưng dù sao thì anh này vẫn bị tử hình, cùng với câu nói chất chứa nỗi lòng. Tôi thực sự không giết ai cả, tôi bị oan. Câu chuyện tưởng chừng như chìm vào quên lãng, mãi về sau mới được làm sáng tỏ nhờ một chi tiết cực kỳ lạ. Năm đó, chủ khách sạn nơi nạn nhân từng làm việc đã đến thăm nhà nạn nhân bị sát hại. Không hiểu cái kiểu gì mà chị gái của nạn nhân nói rằng Siao Rong vẫn còn sống. Thông tin sốc như sét đánh ngang tai khiến vị giám đốc này không thể nào mà tin nổi. Ảo ma Canada thật chứ. Hóa ra, Siao Rong không bị sát hại đâu. Cô bị bọn buôn người bắt cóc rồi bán tới tỉnh Sơn Đông. Tại đây, cô gái đã kết hôn với một người nông dân và sinh lận hai đứa con đấy. Cô không hề biết người đàn ông tên là Deng Xishan là ai và cũng không hề có mối quan hệ mập mờ nào giữa hai người như bản án kết luận đã nêu. Không ngờ sự mất tích của cô lại làm tan nát cả một gia đình. Vậy trùm cuối, hung thủ sát hại nạn nhân và thi thể bị ném xuống sông là ai? Đến nay vẫn là một bí ẩn, chưa có lời giải đáp. Nào, các cô nan Internet, các bạn có muốn bắt tay vào cuộc tháo gỡ nút thắt này hay không? Hãy cho Thế kỷ 22 một cánh tay nào! Bé sơ sinh bất ngờ sống lại. Cớ sao đã mang em đến, lại mang em đi xa? Vâng, ở trên đời, có đến có đi là chuyện thường tình ở huyện. Nhưng mà câu chuyện sau đây thì không bình thường một chút nào đâu các bạn ơi. Chuyện kể về chị Melesles, 32 tuổi, ở thành phố Adana, phía nam Thổ Nhĩ Kỳ. Mang thai tháng thứ 5 thì bất ngờ gặp những cơn đau dữ dội. Ngay sau đó chị được chồng đưa vào bệnh viện vì lo lắng sảy thai. Sau đó các bác sĩ đã cầm máu và động viên hai vợ chồng nên về nhà, không sao rồi. Nhưng mà oái oăm thay, vào đúng cái đêm giao thừa, cô vợ phải nhập viện vì cơn đau quằn quại, thừa sống thiếu chết. Và thế là hết. Lần này hai vợ chồng phải đối diện với tin sốc. Họ đã mất đi đứa con còn chưa thành hình hoàn chỉnh của mình. Vâng, cha mẹ thì đau từng khúc ruột khi nhận giấy chứng tử và túi đựng thi thể. Trước khi rời khỏi bệnh viện, cả hai vẫn không thể tin nổi vào sự thật và liên tục hỏi y tá một lần nữa xem con họ còn sống hay không. Nhưng vẫn nhận được thông báo rằng bé đã chết rồi. Người chết thì chả thể sống lại. Hỡi ơi, mình vừa mới nói cái câu đấy để an ủi anh chị thì bất ngờ, trên đường sang nghĩa trang để chôn cất, anh chồng chị mẹ giật mình khi nghe tiếng con khóc. Anh choáng váng vội vã mở túi tử thi, gọi dịch vụ cấp cứu, cởi áo khoác cuốn quanh cho con rồi quay trở lại bệnh viện thành phố Adana.
Ôi không, bé còn sống các bạn ạ. Thật là một kỳ tích. Cháu bé sơ sinh đã kiên cường giành giật lại sự sống và được điều trị chăm sóc tích cực. Đúng là trong cái rủi vẫn có cái may. May sao con vẫn ở bên mẹ. Nhưng đây là một trường hợp thót tim đấy. Lỡ xui rủi thế nào, đến khi chôn cất rồi mà bé có biểu hiện thì lúc đó làm sao mà cứu được. Ôi thôi, nói đến đây lại thấy cái bệnh viện kia đáng trách quá. Chuyện quan trọng liên quan đến tính mạng như thế này mà lại để sơ suất quá là động trời. Nhưng mà dù sao thì cũng chúc mừng gia đình nhỏ. Chắc đây có lẽ sẽ là một điều chẳng bao giờ quên đối với họ. Cha kể con lại kể con của con. Và cứ thế lưu truyền đời này qua đời khác cho mà coi. Bác sĩ ngừng thở. Chuyện là cuối tuần hàn huyên, bác sĩ Tony đã đi picnic cùng với gia đình. Tuy nhiên, lần đi này không có sự hiện diện của người mẹ yêu quý, nên anh cũng muốn FaceTime một xíu cho mẹ đỡ buồn. Nhưng mà xui cả na thế nào, cơn mưa kéo đến, cùng với đó là những tia sét vang trời nhức óc. Và thế là chuyện gì đến cũng phải đến. Trong lúc đang nghe điện thoại, thì anh bị sét đánh trúng, khiến tim anh ngừng đập luôn. Nhưng, chuyện kỳ lạ là ngay sau đó, anh sống lại một cách bất thình lình và cho ra đời những câu nói ảo ma Canada. Trong giây phút sinh tử đấy, ông cảm thấy linh hồn mình rời khỏi cơ thể, đi xuyên qua các bức tường, hướng về phía ánh sáng có màu xanh và trắng. Tỉnh dậy sau khi được cứu sống, anh còn trở thành một thiên tài nữa cơ các bạn ạ. Ôi thôi, nói thế thì hơi quá. Trước kia làm bác sĩ thì khô khan. Bây giờ anh chuyển qua gu mặn hơn, đó là niềm đam mê tột độ với piano cổ điển. Và đây, các bạn hãy cùng đến với câu nói chất hơn nước cắt của anh nữa nhé. Tony nói rằng, anh được sống lại để làm nhiệm vụ mang âm nhạc từ thiên đường xuống hạ giới. Ghê chưa? Trời, ghê chưa? Tai nạn xe hơi. Người ta bảo sống chết có số, mà phải nói những người mà chưa được Diêm Vương chốt sổ thì dù có trải qua 7749 kiếp nạn cũng chẳng hề hấn gì. À nhầm, cũng gọi là chảy ra trong vẩy một xíu thôi. Giống như bà cô này đây, không biết hôm ấy ra đường bằng chân trái hay chân phải mà xui không biết để đâu cho hết. Tại một sân bay quốc tế, trong lúc đậu xe chẳng may va chạm thế nào mà bà bị thương rất là nặng. Nó nghiêm trọng đến mức các bác sĩ phải quyết định thực hiện phẫu thuật cắt lá lách và nối lại nhiều phần xương bị gãy. Và trong khoảng thời gian này, bà nói rằng bà cảm thấy mình đang lơ lửng trên trần phòng phẫu thuật trước khi nhìn thấy mẹ và một người bạn ở dưới con đường. Cảm giác khi đó không khác gì ngoài sự an lạc và yêu thương. Phải chăng khi mà người ta đứng trước cửa tử sẽ cảm nhận được một phần của thế giới bên kia? Bạn có nghĩ giống mình hay không? Hãy để lại chia sẻ phía bên dưới nhé! Ranh giới hai thế giới. Lại là chia tay, lại là tai nạn từ những chiếc xế hộp. Vâng, con nhà người ta học đại học thôi, nhưng mà đã có nhà lầu xe hơi. Nhìn lại mình đi làm rồi mà vẫn làm bạn với con cúp e mỗi khi lên dốc. Cơ mà như thế nó lại vui, chứ như chị gái kia có xe mà lao vun vút trên đường cao tốc và rồi. Vâng, đó chính là Asher Bernas. Tai nạn kinh hoàng này đã khiến xương chậu của cô gái bị vỡ, dập lá lách và máu chảy rất là nhiều. Nhưng một điều làm mình nổi hết cả da gà là khi nghe câu chuyện kể lại. Tại nơi xảy ra va chạm, cô gái nói rằng cô cảm nhận được rõ ràng ranh giới giữa hai thế giới. Một bên là nỗi đau và hỗn loạn khi mà các nhân viên y tế đang tìm mọi cách để cứu lấy sinh mạng của cô. Một bên kia là ánh sáng trắng, không đau đớn, không sợ hãi. Và theo các bạn, cô gái này đã chọn bên nào? Ai chà chà, mình hỏi hơi ngu một xíu. Nếu cô mà đi ngủ theo tiếng gọi của số 2 thì cô không còn kể với chúng ta được nữa rồi. Mình cũng rất là chúc mừng cô gái này thoát khỏi cửa tử trong gang tấc và có được những trải nghiệm tâm linh khó tả. Còn mình chỉ cần nghe kể là được rồi, chứ không bao giờ muốn trải nghiệm cái cảm giác này đâu nha. Vâng, sau khi các bạn đã cùng mình điểm qua hàng loạt những ca chết đi sống lại đầy ly kỳ thì các bạn cảm thấy như thế nào? Hãy để lại chia sẻ phía dưới cho kênh của chúng mình nhé. Còn bây giờ các bạn cũng đừng có quên là hãy like, share, subscribe và nhấn luôn cái chuông để theo dõi, ủng hộ, yêu thương Thế kỷ 22. Xin chào và hẹn gặp lại!